cảnh quê, nếu mà người thành phố mới về không quen sẽ kêu buồn. Nhưng đối với bà con mình ở đây, đó chính là sự yên bình chân quê và gần gũi nhất. Con nhái cùng với con ếch, con cốc trong quan niệm dân gian đều là anh em họ hàng với nhau. Nhưng nếu như con ếch được người ta ví von với sự hiền lành, con cốc xấu quắc mà thông minh, thì con nhái lại được coi là sự yếu đuối, bởi cái tướng mình nhỏ xíu, đầu chỉ cỡ hai ngón tay người lớn mà thôi. Con nhái nhà nghèo, nhỏ xíu, toàn xương vậy đó, chứ mà cũng góp mặt trong quá chừng những món ăn ngon của miền quê sông nước này. Con nhái mần sạch, lột da cho khéo, sẽ khoe ra lớp thịt săn chắc và trong vắt, thấy mà ham, đem làm món gì cũng ngon hết. Người dân quê có nhiều cách ăn thịt nhái. Nếu là chế biến món xào như nhái xào lá cách, nhái xào sả ớt, nhái xào lăng, thì nhái làm sạch rồi đem bầm sơ cho bể bể ra. Như vậy khi ăn thì nhai luôn cả xương, khỏi bỏ phí mất phần canxi dồi dào có lợi cho sức khỏe. Nhái bầm sơ xong là đem ướp với chút ít gia vị cho thơm, rồi hái nắm lá cách hoặc lá lốt, rửa sạch rồi sắc khúc xào chung là được dĩa nhái xào thơm nước mũi. Cũng mớ nhái làm sạch, ướp gia vị như hành, tỏi, tiêu và bột nghệ cho thấm. Bắt nồi lên bếp, xào sả ớt cho thơm, dậy mùi, rồi cho mớ thịt nhái vô xào chung. Đợi thịt nhái săn lại, rồi xịt thêm nước mắm ngon. Đợi nước sắc xuống, nêm nếm lại cho vừa ăn, rồi nhắc nồi xuống là mùi thơm. Màu sắc nồi nhái xào sả ớt đủ kích thích bao tử của cả nhà rồi. Ngoài ra người miền Tây còn có món cháo nhái và nhái tẩm bột chiên giòn nữa. Món nào cũng hấp dẫn, ăn cơm cũng ngon mà làm mồi nhậu cho mấy ông cũng bắt. Người lớn ăn cũng thích mà con nít thử cũng ưng. Con khô nhái chỉ cỡ ngón tay mà thôi, chút ép vậy, nhưng để mà ngon đúng chuẩn thì không hề đơn giản chút nào. Vừa kỳ công, tỉ mỉ, lại còn phải canh nắng trời nữa. Nói là tỉ mỉ, bởi vì các công đoạn làm khô nhái đều đòi hỏi sự khéo léo, cả sự kiên trì của người làm nghề nữa. Từ lột da từng con nhái một, đem rửa thiệt sạch, rồi tẩm ướp gia vị. Sau đó, lại phải kỳ công, xếp từng con nhái lên xề, lên liếp để phơi. Mà đâu chỉ vậy, xếp nhái lên phơi là phải kéo thẳng mình, thẳng chân nhái, đều tăm tắp vậy đó, thì mới có thành phẩm đạt chuẩn, vũ nữ chân dài. Con khô phơi đủ nắng, thì lại tỉ mẩn gỡ xuống. 4 kg nhái tươi mà chỉ thu về được có 1 kg khô thôi. Khô nhái ngon đúng chuẩn phải là thẳng đều, cái chân nhái dài đẹp, lớp thịt khô nhìn vô trong bóng, thấy cả xương, dậy mùi thơm của nắng, của gia vị. Cứ thấy mớ khô nhái tươi ngon là tự nhiên thấy thèm thèm rất nhiều những món ngon rồi đó. Mấy chú mấy anh thì hớn hở vì có mồi nhậu thiệt bén. Mấy cô mấy chị thì tươi rói vì sắp được trổ tài làm món mới trong bữa cơm gia đình. Thông thường, cứ cái gì mộc mạc nhất sẽ gây thương gây nhớ nhiều nhất. Và con khô nhái cũng vậy. Cách chế biến mà dân sành ăn ưa nhất chính là nhái chiên trơn. Kêu dí giòn là vũ nữ mộc mạc. Sở dĩ vậy, vì cách chế biến này sẽ cho người ta tận hưởng được nguyên vẹn mùi thơm ngon của con nhái cơm miệt đồng ruộng, mà nó cũng cho thấy được tay nghề của người làm khô qua cách tẩm ướp gia vị. Khô nhái nhỏ xíu, chiên non tay thì chưa chín, mà lỡ quá lửa, quá dầu, già tay, để lâu một chút là con khô bị cứng, teo hết thịt lại, thành ra hết ngon luôn rồi. Nếu như cầu kỳ hơn thì khô nhái chiên tỏi hay chiên mắm me, nước mắm, sa tế cũng sẽ mang lại cho người thưởng thức sự hòa quyện hương vị độc đáo vô cùng. Bắt chảo dầu, phi tỏi cho thơm, rồi bỏ mớ khô nhái vô,
xóc đều chừng hơn chục giây là dọn ra dĩa, hay rưới vô mắm me, mắm đường, sa tế, xóc lại thêm chục giây nữa là cái bếp ngập mùi thơm rồi đó. Món này đem ăn với cơm nóng, dưa leo, cà chua thì đưa cơm phải biết. Nhưng mà đem lai rai uống trà, uống bia thì lại càng tuyệt hảo và hợp ý vô cùng. Vậy đó, con khô nhái chút ép cỡ chừng ngón tay, chủ yếu là món lai rai, ăn chơi, nhưng mà lại được ưa thích vô cùng và được ca ngợi như là hương vị mới của ruộng đồng.